Xin kính chào quý vị và các bạn. Rạng sáng nay ngày 20 tháng 9 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại miền Nam Mexico. Trận động đất xảy ra tại khu vực cách thị trấn Atencingo, bang Puebla khoảng 8 km về phía đông nam, với tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 51 km. Tính đến chiều ngày 20 tháng 9, gần 250 người đã thiệt mạng, trong đó có hàng chục nạn nhân là trẻ em. Con số thương vong đang tiếp tục tăng mạnh, trong bối cảnh hiện vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Sân bay Mexico và các cơ quan công sở tại khu vực động đất đã phải tạm dừng hoạt động. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất xảy ra ít giờ sau khi nhà chức trách tiến hành cuộc diễn tập cứu hộ sau động đất đã gây đổ nát ở khu vực trung tâm và phía nam thủ đô. Tâm chấn nằm ở độ sâu 51 km tại bang Puebla, miền trung Mexico. Khoảng 30 triệu người đã có thể cảm thấy dư chấn của trận động đất này. Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua. Cùng thời điểm xảy ra động đất, một vụ phun trào nhỏ đã xảy ra ở núi lửa Popocatépetl. Thủ hiến bang Puebla José Antonio Gali xác nhận, vụ việc đã khiến một nhà thờ bị đổ sập và làm 15 người thiệt mạng tại khu vực Azihuacan nằm trên sườn núi lửa. Trong khi đó, ít nhất 22 trẻ em đã thiệt mạng khi trường tiểu học Colegio Enrique Resamen tại thủ đô Mexico bị đổ sập trong trận động đất. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto xác nhận hiện còn 30 trẻ em và 12 người lớn mất tích. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực ảnh hưởng tại thủ đô Mexico City để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Ước tính 55 tòa nhà đã bị đổ sập, trong đó có một trường học, một siêu thị và một nhà máy. Đa số thiệt hại tập trung tại quận Condesa và Roma ở trung tâm thủ đô Mexico City. Điều duy nhất mà giới chức cho chúng tôi biết là không nên đến quá gần các đống đổ nát, đề phòng nhà sập mà nên đến các bệnh viện để xác nhận người thân, nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin gì về 4 người trong gia đình vốn đang làm việc tại trường này cả. Một quan chức cơ quan bảo vệ dân sự cho biết nhiều đám cháy đã được phát hiện ở các tòa nhà tại thủ đô Mexico City và có nhiều người bị mắc kẹt sau động đất. Các nhân chứng cho biết hàng nghìn người đã chạy khỏi các tòa nhà ra ngoài đường do lo ngại trận động đất khiến các tòa nhà đổ sập. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét và tiếng khóc. Sau động đất chắc chắn sẽ còn nhiều dư chấn. Tôi sẽ đi sơ tán vài ngày cho tình hình ổn định trở lại đã. Trận động đất còn khiến sông ngòi trong thành phố Mexico City nổi sóng lớn. Khách du lịch đi thuyền trên sông chứng kiến nước sông cuồn cuộn như sóng biển và thuyền rung lắc giống như tàu lượn siêu tốc do tác động của trận động đất. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Mexico cho biết sân bay Mexico đã phải tạm dừng hoạt động sau động đất. Thị trường chứng khoán Mexico cũng buộc phải tạm dừng hoạt động. Giới chức Mexico cảnh báo trong vòng 48 giờ tới có thể sẽ có nhiều cơn dư chấn. Người dân phải chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán. Nhìn khung cảnh tan hoang của nhiều khu vực sau động đất, nhiều người không thể ngờ rằng chỉ sau một vài tiếng, thảm họa lại ập xuống đầu người dân nhanh như vậy. Mọi người ai cũng rất sợ hãi, tôi chỉ có một mình, bố mẹ tôi không có ở đây, cảm giác lúc này thật kinh khủng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter, trong khi Viện Nghiên cứu Địa chấn học Mexico cho hay, họ đo được trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter. Công ty Điện lực Quốc gia Mexico cho hay, khoảng 4,6 triệu hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở khác đã bị mất điện, với đa số nằm ở khu vực Mexico City và các bang Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca và Tlaxcala. Trước đó, tối 7 tháng 9 đã xảy ra một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter ngoài khơi phía nam Mexico, làm ít nhất 90 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Bang Oaxaca là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, với số người thiệt mạng lên đến 71 người và 800.000 người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, 15 người khác thiệt mạng ở bang Chiapas và 4 người ở bang Tabasco. Thống kê một ngày sau động đất đã có 846 dư chấn và một trận động đất bất thường 2,6 độ Richter vào lúc 21 giờ 54 phút, nằm cách khu đô thị La Paz, cách thủ đô Mexico 3 km về phía đông nam. Trận động đất tối 7 tháng 9 vừa qua là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Mexico trong 85 năm, thậm chí còn mạnh hơn trận động đất hủy diệt năm 1985, làm trên 10.000 người thiệt mạng ở Mexico City. Ông Poner, nhà địa chất học của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho rằng còn quá sớm để nói liệu có bất cứ mối liên hệ nào giữa hai trận động đất này hay không. Dù trận đầu tiên mạnh hơn nhiều, còn trận hôm 19 tháng 9 ở gần thủ đô Mexico hơn gây thiệt hại lớn hơn.
24 giờ sau trận động đất, toàn bộ sự chú ý đang đổ dồn vào công tác tìm kiếm những người bị mắc kẹt và cứu giúp các nạn nhân bị thương. Hiện toàn bộ lực lượng ứng phó của Mexico đã được huy động đến những nơi cần sự giúp đỡ. Các bệnh viện dã chiến cũng đã ngay lập tức được dựng lên. Mexico đang chạy đua với thời gian từng phút nhằm giảm thiểu tối đa thương vong về người. Theo giới chức Mexico, các đội cứu hộ và tình nguyện viên vẫn đang khẩn trương tìm kiếm và giải cứu những người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Khi màn đêm buông xuống, các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót. Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong cho rằng cần có thêm nhân lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn và đây cũng là ưu tiên trước mắt của chính phủ Mexico. Đây thực sự là những ngày đen tối, với liên tiếp những thảm họa không ngờ, chúng tôi không thể tin được lại có thể xảy ra những thảm họa như vậy. Nhân viên cứu hộ đã kêu gọi người dân giữ trật tự để có thể nghe được tiếng kêu cứu của các nạn nhân còn đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Đến nay đã có khoảng từ 50 đến 60 người được cứu sống. Tôi đang tìm kiếm người thân. Khi đến đây tôi thấy các tòa nhà đổ sập, tôi thấy các nạn nhân và tôi biết rằng điều tốt nhất lúc này là tham gia hỗ trợ cho họ. Tổng thống Mexico đã đến hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, triển khai binh sĩ, lực lượng vũ trang, thiết lập nhiều trạm cấp cứu để hỗ trợ người dân. Nhiều nhóm tổ chức từ thiện đã đến vùng thiên tai. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta vào thời điểm này là tiếp tục giải cứu các nạn nhân dưới đống đổ nát và chăm sóc y tế cho những người bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo đỏ đối với hậu quả kinh tế của trận động đất cường độ 7,1 độ Richter ở Mexico ngày 19 tháng 9. USGS cho biết ước tính tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mexico có thể giảm gần 1%. Những vụ việc trước đây có cùng mức cảnh báo đã đòi hỏi phải có ứng phó ở cấp độ quốc gia hoặc quốc tế. Trận động đất xảy ra vào tầm giờ nghỉ trưa ở Mexico đã gây bất ngờ cho hàng triệu người dân. Nhiều người đổ ra đường trong kinh hoàng, giao thông hỗn loạn, điện bị cắt qua đêm, trong khi nhiều người bị mắc kẹt vẫn đang thoi thóp chờ giải cứu. Những người may mắn sống sót đang tuyệt vọng tìm người thân giữa đống đổ nát. Miền Trung Mexico hiện giờ đang bị bao trùm trong hoảng loạn. Trang nghiêm và trật tự, đó là khung cảnh Mexico chỉ vài giờ trước trận động đất ngày 19 tháng 9 trong dịp tưởng niệm trận động đất lịch sử cách đây đúng 32 năm. Hàng chục nghìn người tham gia cuộc diễn tập phòng chống động đất nhằm tưởng niệm 5.000 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất năm 1985 tại thủ đô Mexico. Hoạt động được tổ chức hàng năm để nhắc nhở người dân Mexico luôn sẵn sàng đối mặt với những thiên tai sắp tới. Ít ai ngờ, thảm họa lại ập đến theo cách bất ngờ nhất chỉ vài giờ sau đó. Hàng nghìn người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phải chạy tán loạn ra đường khi những căn nhà rừng lắc dữ dội. Rõ ràng không phải một tình huống giả định, đây là một thảm họa thực sự lặp lại. Đường phố đầy người chạy loạn, tiếng là hét và còi hú. Ít phút sau là tiếng cuốc xẻng, máy xúc và xe cứu thương và những gương mặt hoảng hốt, thất thần. Thật là khủng khiếp, tôi cảm thấy nó còn mạnh hơn trận động đất ngày 7 tháng 9. Tôi rất lo lắng vì mọi thứ vẫn còn đang rung chuyển. Cho tới tối cùng ngày, người dân các thành phố lớn thuộc Mexico City, Puebla và Morelos vẫn phải tá túc ngoài đường trong bối cảnh nhà sập, điện mất và nỗi kinh hoàng sau trận động đất chưa nguôi. Mọi người rất hoảng loạn, có người khóc lóc và la hét. Tôi nhìn thấy nhiều người ngã rạp vì lo sợ và sụp đổ. Cho tới ngày 20 tháng 9, gần 5 triệu ngôi nhà vẫn trong tình trạng mất điện. Tất cả các trường học và công sở tại Mexico City tạm thời phải đóng cửa. Có thể nói Mexico đang rơi vào tình trạng họa vô đơn chí. Quốc gia này còn chưa giải quyết xong hậu quả của trận động đất thế kỷ hôm 7 tháng 9 và liên tiếp 3 cơn bão vào đầu tháng 9. Thiên tai chồng chất thiên tai, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Trong lúc này chỉ có tinh thần đoàn kết mới giúp người dân Mexico vượt qua thảm họa. Đường phố Mexico City đầy đống đổ nát và người chạy loạn. Có những người thậm chí không biết nên chạy đi đâu. Nhưng trong bầu không khí hỗn loạn đó, vẫn có những người bình tĩnh và sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng vượt qua cơn hoạn nạn. Tôi đến để tìm người thân, nhưng khi tới đây, nhìn thấy nhà sập và mọi người, tôi nghĩ điều tốt nhất tôi có thể làm là giúp đỡ họ. Điện mất, đã có sức người.
ở những nơi máy móc chuyên dụng không thể can thiệp, hàng chục người đã truyền tay nhau đào bới, vận chuyển những xô bê tông gạch vụn với hy vọng nhỏ nhoi là có thể cứu được ai đó bên dưới đống đổ nát. Nhiều người ra dấu cho nhau giữ im lặng để có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của tiếng kêu cứu. Họ cẩn thận vận chuyển cáng và che chở cho từng nạn nhân được phát hiện ra xe cứu thương và các điểm sơ cứu tạm thời. Không chỉ trực tiếp hỗ trợ công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt, người dân Mexico còn cùng nhau quyên góp các nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Đây là sự giúp đỡ của cộng đồng. Chúng tôi đã quyên góp tất cả nước sạch, thức ăn và thuốc men cho người dân sống tại những tòa nhà bị đổ sập. Bất cứ khi nào xảy ra thảm họa, người dân Mexico đều chung tay giúp đỡ nhau. Chính tình đoàn kết đó là nguồn sức mạnh lớn nhất và gần gũi nhất nâng đỡ các nạn nhân động đất Mexico. Trong bối cảnh hiện trường hoang tàn, lòng dân hoang mang đó, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã chỉ đạo lực lượng có bài phát biểu trước toàn dân. Trong đó, ông khẳng định sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của thiên tai. Cộng đồng quốc tế cũng đang hướng về Mexico với hy vọng giúp đỡ quốc gia này vượt qua đại nạn. Ngay sau trận động đất kinh hoàng, trưa 19 tháng 9, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã ban bố tình trạng khẩn cấp và gửi thông điệp trấn an người dân. Ông khẳng định đang dốc toàn lực cho công tác cứu hộ cứu nạn và kêu gọi sự bình tĩnh, tinh thần đoàn kết của người dân Mexico. Các dịch vụ khẩn cấp từ an ninh xã hội, quân đội và thủy quân lục chiến sẵn sàng cho bất cứ ai cần được trợ giúp. Thật không may, nhiều người đã mất mạng, bao gồm cả các học sinh trong các trường học. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn của tôi với những người đã mất đi người thân trong trận động đất. Cả đất nước Mexico cùng chia sẻ nỗi đau này. Tại thời điểm này, 40% nhà cửa tại Mexico City và 60% bang Morales bị mất điện. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng để sớm cung cấp điện trở lại. Ngoài ra, nhà trú ẩn đã được thiết lập để cho những người mất nhà cửa. Điều quan trọng là tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các dịch vụ khẩn cấp. Mọi người nên ở yên trong nhà nếu nhà cửa của họ an toàn, tránh tình trạng tắc nghẽn trên đường phố để mở đường cho xe cấp cứu. Tôi đánh giá cao hàng triệu công dân đang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để báo cáo các tòa nhà bị hư hỏng và những người cần giúp đỡ. Các cơ quan bảo vệ dân sự đang theo dõi thông tin này. Tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của tôi đối với nỗ lực và sự nhiệt tình giúp đỡ của hàng triệu người dân Mexico. Trận động đất này là một bài kiểm tra khó khăn và đau đớn cho đất nước chúng ta. Người Mexico đã có những kinh nghiệm rất khó khăn với các trận động đất trong quá khứ và chúng ta đã học cách ứng phó với những sự cố này với tinh thần đoàn kết. Sau khi nhận được tin báo về trận động đất tại Mexico, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã lập tức gửi lời chia buồn và bày tỏ tinh thần đoàn kết với đất nước và người dân Mexico. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại về người và tài sản do trận động đất gây ra tại Mexico. Trong một thông báo, ông Guterres gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Mexico và cầu mong những người bị thương phục hồi nhanh chóng. Phản ứng nhanh chóng sau khi nhận được tin về thảm họa thiên nhiên tại Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hỗ trợ những người đang đương đầu với hậu quả của trận động đất. Tổng thống Venezuela, Tổng thống El Salvador và Tổng thống Honduras cũng bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Mexico. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của trận động đất và gia đình của họ, đồng thời cho biết nước Anh sẵn sàng giúp đỡ những người bạn Mexico lúc khó khăn này. Hơn 11 đợt dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất tại Mexico ngày 19 tháng 9. Những người tham gia đào bới đống đổ nát đang đối mặt với nguy cơ những tòa nhà gần đó sụp đổ và chôn vùi họ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ dự đoán số người chết vì vụ động đất này có thể lên đến 1.000 người và thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Trong lúc này, Mexico rất cần sự đoàn kết từ cả trong nước lẫn quốc tế, khi mà đất nước này vẫn còn đang trong quá trình hồi phục sau trận động đất 2 tuần trước ở miền Nam. Chúng tôi sẽ liên tục đưa tin về những diễn biến đáng chú ý xung quanh trận động đất kinh hoàng tại Mexico trong các bản tin tiếp theo trên sóng VTC14. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!